Như vậy là Điện Thoại Việt Nam và Thái Lan đã cùng nhau chia điểm trong trận đấu trên sân Mỹ Đình diễn ra vào tối nay ngày 19 tháng 11. Với trận hòa này, đội tuyển của chúng ta vẫn là đội đứng đầu bảng G trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ngay sau trận đấu, trên nhiều fanpage, rao về bóng đá châu Á đã xuất hiện hàng loạt những bình luận rôm rã xung quanh màn trình diễn của cả hai đội. Nhiều lời khen ngợi đã được dành cho cả hai đội bóng. Đúng là đẳng cấp của những đội bóng xuất sắc nhất khu vực, chẳng có sự chênh lệch nào hết. Giây phút nào của trận đấu cũng thật căng thẳng và tỷ số hòa là đẹp nhất rồi. Đội nào chiến thắng trong trường hợp này cũng đều đáng tiếc cho đội kia cả, một dân mạng Philippines bình luận. Thái Lan có cơ hội 10 nhưng họ không thể ghi bàn được từ chấm penalty. Thủ môn Văn Lâm của Việt Nam quá xuất sắc. Trận đấu này Việt Nam hòa được nhờ một phần lớn công sức của anh ta, xuất sắc, một dân mạng khác viết. Điện Thoại Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm. Cảm thấy yêu thích Việt Nam hơn sau trận đấu này, nhất là những pha cản phá bàn thắng từ thủ môn rồi phá bóng bằng đầu của hậu vệ. Chúc may mắn Việt Nam, hy vọng các bạn đủ điều kiện vào vòng tiếp theo, một cổ động viên Iraq nhắn gửi. Cả hai đội đã chơi rất tốt. Họ đều chắc chắn, tính toán và chặt chẽ. Tiếc là bàn thắng không đến nhưng chừng đó là đủ để khiến những đối thủ khác ở Đông Nam Á phải tránh xa họ ra. Hai đội đều rất giỏi, một cổ động viên khác bình luận. Cả hai đội đã chiến đấu hết mình và có trận đấu hay, đừng có đổ lỗi cho trọng tài hay cái gì cả. Tỷ số hòa là đẹp rồi. Nhưng dù sao thì Văn Lâm vẫn xuất sắc quá, anh đã có một ngày chơi tuyệt vời, một cổ động viên Việt Nam nhắn nhủ. Thái Lan chơi tốt nhưng Việt Nam cũng quá kém may mắn, thật không hiểu cảm giác bóng vào lưới hai lần nhưng cả hai đều không được công nhận bàn thắng thì sẽ tệ thế nào nữa. Hy vọng họ sẽ đủ điều kiện tiến đến vòng loại tiếp theo, một cổ động viên Lào chia sẻ. Việt Nam đã hai lần đưa bóng vào lưới của Thái Lan nhưng cả hai lần đều không được trọng tài công nhận. Việt Nam cố lên, hôm nay các bạn làm rất tốt nhưng một chiến thắng trước Thái Lan thì tụi tôi còn vui hơn nữa. Việt Nam là đội bóng tôi yêu thích nhất ở Đông Nam Á sau Malaysia thôi đó, một cổ động viên Malaysia bình luận. Đừng buồn bã hay so sánh gì các cổ động viên ơi, Thái Lan với Việt Nam cứ như Naruto với Sasuke ấy, chẳng thể nói được ai mạnh hơn cả. Cả hai đều nỗ lực, xuất sắc và thi đấu với tinh thần chiến binh, một cổ động viên khác viết.